Xin chào các bác à, Hôm nay thì quang lâm em sẽ mang đến với các bác hơn 20 mẫu đồng hồ của Nhật Nội Địa Mới về trong buổi tối của ngày hôm nay, ngày 17 tháng 12 các bác nhé Hôm nay thì đều là hàng Nhật Nội Địa, hàng rẻ cũng có và đắt một chút cũng có Thì đều là hàng cũ đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Nội Địa các bác nhé Thì à, à, rẻ thì khoảng 2-3 triệu, còn đắt hơn một chút thì tầm à, hơn chục triệu quay đầu thôi À, chủ yếu là tầm uh, 3, 4, 5, 6 triệu là nhiều Hôm nay thì em có cả một con uh, Grand Seiko Được đặt theo đơn đặt hàng của một bác khách hàng quen của bên Quang Lâm Thì hôm nay em cũng đã mượn lại bác chủ để uh, Cho Quang Lâm mượn chút xíu để review cùng với lại các bác uh, thì uh, Còn lại thì hầu hết đều là của Seiko và của Orient Thì đây là những cái hãng nội địa Nhật khá là uy tín và có những cái thị thị phần rất là lớn tại thị trường Nhật nội địa. Đồng hồ của bên em thì đều là đồng hồ cũ nhưng mà đều được bảo hành một năm theo đúng điều kiện bảo hành của hãng. Cho những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng và 2 năm cho những chiếc đồng hồ mới. Và trong khi xem video thì các bác thích cái nào thì các bác có thể nhớ cái mã số của chiếc đồng hồ đó và click vào đường link em để ngay phía dưới phần mô tả của video hoặc là truy cập vào website đồng hồ quang lâm com các bác nhé. Tại website này thì các bác có thể vào ô tìm kiếm, đánh mã số của sản phẩm, ấn Enter là các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng của chiếc đồng hồ đó. Nếu các bác không quen sử dụng điện thoại smartphone thì các bác có thể trực tiếp alo cho em theo số điện thoại 0834 69 6699. và cửa hàng của bên em là ở 46 trên 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Và đồng hồ của bên Quang Lâm là với phương châm là nói thật giá thấp. Trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy và bên em sẽ cố gắng mang đến cho các bác những chiếc đồng hồ giá thấp nhưng mà thấp ở mức độ chấp nhận được các bác nhé chứ không phải giá rẻ vì hàng giá rẻ thì các bác biết rồi nó cũng sẽ đi đôi cùng với chất lượng đi xuống cho nên bên em sẽ không bán hàng giá rẻ chỉ bán hàng giá thấp thôi các bác nhé còn bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng quang lâm check từng chiếc một nhé Em sẽ chia tay với các bác đầu tiên là một chiếc của Hamilton Jazzmaster Open h 32575735 35 các bác nhé. Thì đây là một chiếc có size 40 và nó còn đầy đủ hộp phụ kiện thuộc bộ sưu tập Hamilton Jazzmaster Viewmatic của Thụy Sĩ. Và chiếc này thì như các bác thấy là chúng ta còn đầy đủ hộp các thứ. Đây là một cái hướng dẫn sử dụng của Hamilton dành cho tất cả các dòng đồng hồ của hãng Hamilton các bác nhé. Như ở đây chúng ta sẽ có cả máy quát rồi máy cơ. Tất cả các cái bộ máy đều trong cái quyển hướng dẫn sử dụng này hết. Người ta dùng chung mà. Trong đấy thì chúng ta có một cái phong bì ở trong. <laughs> đây là một cái... Ui, sao lắm giấy tờ này. Chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành quốc tế 2 năm của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Chiếc này nó là H32575735 và được mua vào ngày mùng 6 tháng 9 năm 2020. Tức là đến bây giờ là nó vẫn còn bảo hành của hãng, bảo hành quốc tế đấy các bác ạ. 2 năm mà. Thì tháng 6 năm 2020 tháng 9 năm 2021 là được 1 năm. Thế là vẫn chưa hết bảo hành quốc tế. Chiếc này được bán ra bởi tại thành phố Kobe nhé các bác nhé Thành phố Kobe là cái thành phố mà có bò Kobe đấy. Kobe là tỉnh Hyogo. Thành phố Kobe của tỉnh Hyogo. Còn ở đây chúng ta có cái các cái địa chỉ dịch vụ của Hamilton. Nếu mà các bác quan tâm đến Hamilton ở Nhật thì các bác có thể vào website hamiltonwatch gp là các bác có thể xem được nhiều mẫu mã của Hamilton ở Nhật. Ở đây chúng ta sẽ có các cái uh, hướng dẫn khi mà sử dụng đồng hồ, hướng dẫn uh, vặn uh, code. Đây là thẻ bảo hành của cửa hàng, tức là cửa hàng nó sẽ bảo hành cho chúng ta đến uh, ngày 13 tháng 4 năm 2021, thế còn uh, hãng thì họ bảo hành 2 năm tức là đến tháng uh, 9 năm mươi uh, 22 thì nó mới hết hạn. Hết hạn bảo hành còn đây chúng ta sẽ có cái đồng hồ chính của chúng ta đây. Trước này thì nó là hàng siêu lướt các bác nhé Đẹp lắm Trước này thì sai mặt đường kính của nó là size 40mm nhé các bác nhé và dòng này thì nó dày là 10,7mm Size 40 này là nó không tính cái G này đâu này Cái G này nếu mà thêm cái G này nữa thì nó phải size 42 Và chúng ta phải đo cái chỗ nó không có cái G này Thì cái này nó là size 40 Và độ dày của nó là 10,7mm các bác nhé Đây còn cái lắc này của nó xem nào Cái lắc của cái này là 49,5mm còn dây ở đây thì uh, sẽ là dây 20. Đó. Độ rộng dây ở đây là 20 các bác nhé. Còn dưới này sẽ là 18. Dòng này thì nó sẽ hợp với anh em tay 15.5, 16 trở lên thì các bác đeo cái này rất là tuyệt vời. Em này thì được uh, Hamilton trang bị kính sapphire nguyên khối. Và cho chúng ta khả năng chống xước gần như tuyệt đối các bác nhé. Mặt đây của chiếc này chúng ta sẽ có màu... Uh, đen nhưng mà đen này là đen xám đen nhạt chứ không phải đen tuyền đâu các bạn màu như kiểu nó hơi hơi ngả sang một chút về cà phê Đó, chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số thì 3, 6, 9, 12 chỉ sử dụng cọc số dạng cọc số Arabic, cọc số học trò. Thế còn các cọc số còn lại thì người ta làm dạng cọc vạch. Và có đính một chút dạ quang ở trên trên các cọc số đây chúng ta sẽ có dạ quang ở trên cọc số nó sẽ nhỏ nhỏ như này thôi này các bác này rồi trên kim giờ trên kim phút thì người ta làm dạng đo và cũng có dạ quang ở trên các bác nhé dạ quang thì chủ yếu chúng ta thấy nó sáng ở trên kim giờ trên kim phút thôi cái dòng này thì các bác sẽ thấy là bên Quang Lâm em cũng đã có những cái size to hơn size 42 thì chúng ta sẽ thấy là cái số 12 này nó, nó còn nguyên cả số nhưng mà vì là cái size 42 thì các bác tay nhỏ thường đeo nó sẽ không vừa cho nên là hãng họ đã làm cái dòng này cho nó nhỏ lại một chút là nó size 40 thì với size 40 thì nó lại phải cắt mất nửa cái số 12 thế cho nên chúng ta sẽ thấy là cái dòng này nó là size nhỏ của cái dòng to 42 kia và nó bị mất mất một nửa của góc 12 các bác nhé Thì nó sẽ trở thành size 40 Cho, cho các bác tay 15 tay 16 các bác đeo được chiếc này Mặt đây của chiếc này thì chúng ta sẽ thấy là nó có Chia ra làm hai lòng thì chúng ta sẽ có một lành lòng bên trong và lòng bên ngoài Lòng bên trong thì người ta làm rất nhiều những cái vân chảy tia sunburst để cho chúng ta thấy là Nó phản xạ ánh sáng Rất là đẹp còn lòng bên ngoài thì nó là cái nơi để chúng ta để họ gắn những cái cọc số cũng như là cái vành atori ở bên ngoài để cho chúng ta dễ nhìn giờ. Còn bên trong này thì cái cái lộ tim mà nó nằm hoàn toàn ở bên cái vòng tròn bên trong. Đó. cái này chúng ta sẽ thấy ở vành benzen là nó có những cái sức răm trong quá trình sử dụng thì nó sẽ có những cái sức răm nhưng mà nó cũng là sức răm rất nhỏ các bác nhé thì các bác có thể quan sát những cái sức răm ở trên vành benzen thế còn trên vỏ thì các bác thấy là nó có soi gương được luôn Đó. trên vỏ hầu như không có xước chúng ta chỉ thấy là ở trên vành benzen này thì khi mà chúng ta đeo thì nó có những cái vết xước cũng như là cái dấu vân tay của chúng ta để lại thì nó sẽ như thế Trước này thì được uh, Hamilton của Thụy Sĩ họ trang bị cho máy H10 các bác nhé. Đây là một bộ máy tương đối là bền bỉ và chính xác với 25 chân kính. 21.600 tần số dao động và khoảng 80 giờ tích cót. Tức là khoảng hơn 3 ngày tích cót đấy các bác nhé. Đầy đủ các chức năng hỗ trợ có tay này và dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ là nó đầy đủ cả. Dòng Hamilton H10 này thì nó tương đương với dòng uh, Powermatic 80 của Tissot hay là chúng ta có thể so sánh sang với Seiko thì có dòng 6R35. Với 70 giờ Tissot thì nó sẽ tương đương cạnh tranh cùng với cái dòng đấy. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là họ làm đáy hở chúng ta có thể quan sát bộ máy H10 ở bên trong với củ vang được đục lỗ hai bên và có logo chữ H cách tiệu ở giữa. Dòng Hamilton H10 này thì được trang bị trên dòng Viewmatic này. Các bác cũng có thấy là bên quang lâm em lên khá nhiều dạng dòng size 42. Tuy nhiên thì dòng size 42 thì tay nhỏ không đeo được. Và như nói ở trên thì Hamilton họ đã làm cái dòng này với size 40. Để các bác tay nhỏ cũng có thể sử dụng được bộ máy H10. Khóa sử dụng trên chiếc này thì chúng ta sẽ có khóa là khóa xiên các bác nhé. Thông số mặt sau thì chúng ta sẽ có là water resistance là 50m. chống nước 50m với uh, switch mate này và số seri number của nó. Đây là mặt sau các bác nhé. Chiếc đồng hồ nhiều hay không, uh, dùng nhiều hay không nhiều thì các bác sẽ có thể nhìn vào cái dây là các bác sẽ biết. Cái dây của nó này các bác nhìn này. Nếu mà đeo nhiều thì nó sẽ có màu ở đây. Ở đây chúng ta thấy là cái dây của nó trắng tinh luôn Hầu như không có sử dụng mấy đâu các bác ạ Khóa, khóa zin của Hamilton nhé Xây ra Chiếc này thì sẽ dành cho các bác tay 15, 16 Và tay 17 các bác đeo thì hợp lý Đó. À. Như tay em là 16.5 thì đeo chiếc này cũng tương đối là vừa vặn. Chiếc này có mặt đường kính là 40 và dày là 11, à xin lỗi các bác, 10.7 mm thì nó rất là hợp với tay 16. tay em 16.5. Dòng này thì ưu điểm của nó là dòng Thụy Sĩ. Switch cho nên cái máy H10 nó là cái máy tương đối là bền và chính xác cho anh em yên tâm sử dụng với khả năng tích cót 80 tiếng hơn 3 ngày. Máy thụy sĩ bền bỉ chính xác. Cái thứ hai đó là kính sapphire nguyên khối. Và cái thứ ba đó là nó có một cái thiết kế lộ tim rất là sinh động và bắt mắt cho chúng ta chiêm ngưỡng được bộ máy H10 ở bên trong. Dòng này thì nó rất là bền bỉ, thép không dỉ vò chống xước. Chống dỉ các thứ nên chúng ta khá là yên tâm khi sử dụng Bên cạnh đó là Made, Nó là thương hiệu yên tâm tuyệt đối về mặt chất lượng Và nhược điểm của dòng này thì giá của dòng này nó khá là cao Vì nó không có sale Các bác mua hàng mới thì Bên Duy Anh họ đang bán chiếc này với giá là 23 triệu 560 nghìn hàng mới Các bác có thể check là giá Hamilton à, Mã là Hamilton Jazzmaster H325752 thì Các bác có thể check được giá giá Để tham khảo Còn uh, Bên em thì có một cái này hàng lướt Đây các bác nhìn dây này. Và có giá là 12 triệu 200 hàng đẹp không tí vết Và bên qua lâm bảo hành cho các bác 2 năm Các bác yên tâm sử dụng Đó Thì trước này có mã số là 1056 các bác nhé Và giá là 12 triệu 200 Đây là cái mức giá Phải nói là bên em săn được về mức giá rất tốt rồi để các bác có thể chơi những chiếc đồng hồ thụy sĩ các bác thích chiếc nào thì hãy click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video các bác nhé hoặc là truy cập vào website đồng hồ quang com và tại đấy thì các bác có thể hoặc là gọi điện cho em theo số điện thoại 0834 69 6699. Tiếp theo là em sẽ lên với các bác một chiếc của Seiko. Đây là chiếc Seiko Preset uh, Prestige srv 021 Thì chiếc này sử dụng bộ máy 6R21B của Seiko. Thì chiếc này các bác sẽ thấy nó đầy đủ hộp sổ thẻ các thứ linh tinh đi kèm, không thiếu cái gì các bác nhé. Chúng ta sẽ có ở đây là hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy 6R20, 21, 24 và 6R27. Chúng ta sẽ có cái uh, gì đây? Đây là thẻ mua hàng của chiếc đồng hồ này của Big Camera các bác nhé Big Camera Chiếc này được bán ra vào ngày uh, mùng 8, à tháng, mùng, mùng 10 tháng 8 năm 2020 Big Camera tại Nhật các bạn. SRVK021 và nó được tặng chúng ta được tặng thêm khoảng 2.000 điểm khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm tiếp theo của bên này mùng 10 tháng 8 năm 2020 đến bây giờ là được một năm rồi nhưng mà trước này thì nó là hàng đẹp không tì vết các bác nhé Đó, thẻ bảo hành thì hàng săn siêu mà nên là người ta không có thông tin niêm yết khách hàng vào đây Ở đây các bác sẽ có một chiếc SARV-021 Phải nói là tuyệt vời Tuyệt đẹp luôn Chúng ta sẽ có ba mắt thừa Cùng với lại ở đây là Các bác có cái thẻ tác của nó là preset này SARV-021 Giá bán lẻ đề xuất của hãng của chiếc này là 120.000 Yên cộng với lại D. D ở đây là thuế. Là nó sẽ tương đương với khoảng 130.000 Yên là nó sẽ tầm 26-27 triệu. Giá bán lẻ đề xuất của hãng các bác nhé. Chiếc này thì sử dụng bộ máy caliber 6R21 với độ sai số hàng ngày cộng 25 giây. Đến trừ 15 giây mỗi ngày. Jido Makite Makitsuki là tự động có cót tay. Teshikino là chức năng dừng kim dây khi chút núm chỉnh giờ. Sadai Makiage là khoảng 45 tiếng tức là thời gian tích chữ cót khoảng 45 tiếng. Sekusu là 29 chân kính và tần số dao động là 28.800. Power Reserve Kino là chức năng uh, Kim Power Reserve và có phủ một lớp dial siêu made in Japan. SRVKF021 là tên của bộ tên của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Thế đây là các cái thông số mà Seiko họ công bố đi kèm với các đồng hồ. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ test nữa đó là cái thẻ Comfortic của Seiko Đó. Ở đây chúng ta sẽ có là Mia Kizuki, khi Nikui có nghĩa là dễ nhìn và khó bắt xước. Và chúng ta có Super Clear và Dial Seal ở đây là hai cái nghĩa bao hồng bao hàm trong cái từ Comfort Tech này thì ở đây chúng ta sẽ có super clear là uh, chúng ta sẽ dễ nhìn giờ nhưng mà khó bắt xước super clear nó là giúp cho cái tránh phản xạ ánh sáng của mặt kính khi mà tiếp xúc với ánh nắng hoặc tia đàn điện thế còn ở đây người ta ghi là dial seal là cây tức là cái vỏ và cái dây nó phủ phủ một lớp bảo vệ cứng hơn cả thép phủ lên trên mặt của cái vỏ và thép thì sẽ làm cho chiếc đồng hồ của chúng ta nó cứng hơn và nó không bị bắt sức nhỏ đó thì đây là các cái thứ liên quan đến cái thẻ linh tinh này các bác nhé chiếc này thì rất là đẹp cập trên tay thì em mới thấy là thấy được cái độ chắc nịch của chiếc đồng hồ này với một mặt đồng hồ mịn như kiểu men sứ và một bộ kim sơn xanh kết hợp cùng với lại việc bố trí các cái sắp đây tương đối là cân đối và hài hòa. Đây là cái đồng hồ này của chúng ta nó chúng ta có thể nhìn thấy là nó rất là say đắm luôn. Sai mặt đường kính của chiếc này thì sai 41 các bác nhé. Và độ dày của chiếc này là 13 mm. Lắc tu lắc của cái này là 46,3 và nếu các bác đeo dây da sau cho nó thì các bác có thể đeo dây da size 20 và dưới này là 18 các bác nhé. Nó sẽ hợp với cổ tay chu vi của các bác 15.5 trở lên thì đeo được dòng này. Seiko trang bị mặt kính sapphire nguyên khối, chống xước gần như là tuyệt đối cho chiếc này. Với một mặt đeo màu trắng creamy và nổi bật nhất lên trên nền đeo màu trắng creamy này đó là một bộ kim chỉ giờ phút giây được họ vót theo hình lưỡi kiếm, đoàn kiếm và trường kiếm, mà các võ sĩ nhật bản samurai họ hay mang theo mình mỗi khi xung trận đấy. ở đây chúng ta sẽ có kim giờ là đoàn kiếm, còn kim phút người ta gọi là trường kiếm. thì các bác biết là văn hóa nhật thì samurai bao giờ họ cũng ra trận mang theo hai thanh kiếm này, một là trường kiếm và một là đoàn kiếm. trường kiếm là để đánh nhau giết kẻ thù Còn đoàn kiếm này là đánh nhau với kẻ thù Nếu mà cảm giác thấy bị chuẩn bị thua Thì rút đoàn kiếm này ra để tự kết liễu cuộc đời mình giống như kamikaze tự tự sát đấy thần phong của nhật đấy các bạn chuẩn bị thua là bắt đầu sẵn sàng thi sinh luôn thì đấy là cái tinh thần của samurai và người nhật người ta cũng khá là khéo léo khi đưa được cái văn hóa lên trên những chiếc đồng hồ của họ đi khắp thế giới và những bộ kim này thì được Seiko sơn màu xanh than đậm các bác nhé Một màu Blue Dolphin Rất là nổi bật trên nền dial màu trắng creamy của chiếc này Cho chúng ta có thể dễ dàng quan sát thời gian Kể cả trong những cái điều kiện thiếu ánh sáng Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có một logo của Seiko và dòng chữ Automatic ở dưới này và trải dài từ góc 8 giờ đến góc 10 giờ chúng ta sẽ có khung hiển thị Power Reserve kim xăng đấy. Và với kim xăng này thì cho chúng ta 45 giờ tích cót Chúng ta có thể dễ dàng quan sát thời lượng tích cót còn lại của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu Đó Xuống dưới góc 6 giờ đây chúng ta sẽ có một cái sắp đôi hồi chỉ lịch ngày các bác nhé Và góc 3 giờ đây thì chúng ta sẽ có sắp đôi hồi hiển thị lịch thứ Khác với dòng máy 6R24 thì trên 6R21 này thì nó có lịch thứ Còn 6R24 thì các bác có thể trên SRWK043 chúng ta sẽ thấy nó không có cái lịch thứ như này còn ở trên này thì chúng ta sẽ có 6R21 là có Nổi bật nữa trên mặt đây của chiếc này Đó là một bộ cọc số được Seiko làm bằng kim loại Màu thép bạc Và vành bên ngoài chúng ta thấy họ có cái vành Atorin chia dây chia phút Chi tiết cho chúng ta dễ quan sát giờ Ở dưới góc 7 giờ đây thì chúng ta có chữ Japan Nói chung chiếc này đẹp đấy các bạn Được trang bị trên chiếc này đó là bộ máy 6R21 Với 29 chân kính 28.800 tần số dao động và khoảng 45 giờ tích cót các bác nhé Và dòng 6R2X này thì Seiko sử dụng hợp kim 510 để làm dây cót Cho nên nó sẽ rất là bền và tích cót cho chúng ta được 45 tiếng với 29 chân kính thì cái dòng 6r21 này nó cũng là một máy tương đối khủng 28.800 tần số dao động thì nó tương đương với những cái đồng hồ thụy sĩ có giá phải tầm 35 đến 45 triệu nhưng mà hàng nhật thì bao giờ giá nó cũng sẽ tiết kiệm và nó hợp lý hơn rất nhiều so với lại cái chi phí chúng ta phải chịu cho cái thương hiệu của thụy sĩ thì nó sẽ đắt hơn rất nhiều dòng này thì đầy đủ các chức năng lên có tự động này và có chức năng lên có bằng tay nữa và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ này. Với dòng máy 6R21 này thì nó có mức sai số cho phép khoảng trừ 15 giây đến cộng 25 giây mỗi ngày. Trong điều kiện lý tưởng nhé, không sốc, không từ trường, không pha đập và nhiệt độ ổn định. Đồng hồ được các bác để nằm ngửa như thế này và được vặn cót đầy. Thông số mặt sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số ở đây là Made in Japan này. Seiko này, water resistant là 100 m. Top sapphire crystal kính sapphire, số series number của nó là 940071. Stainless steel thép không dỉ 6R21 made in Japan. Chống nước 100 m các bác nhé. Vỏ và dây của cái này thì các bác sẽ thấy độ hoàn thiện của nó rất là cao với một cái lớp phủ dial ở bên ngoài thì nó sẽ cứng hơn thép mà cho nên là nó sẽ rất khó để có thể bắt xước. Đó, và mặt kính thì kính sapphire nữa. Với độ hoàn thiện cao các bác sẽ thấy là chiếc đồng hồ này nó đẹp như hàng mới luôn các bác nhé. Không một tí vết, em Quang Lâm chưa tìm thấy một tí vết gì ở chiếc đồng hồ này cả. Nên là bác nào mà săn được chiếc này thì em nghĩ cũng sẽ rất ok đấy. Em sẽ đeo từ chiếc này trên tay, chiếc này có size 41 và độ dày là 13 thì nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 15.5 trở lên. Đặc biệt là dành cho các bác áo vest sơ mi quần Âu hoặc là các bác dùng dây da cho áo phông quần jean thì nó thật sự rất là đẹp. Thế còn các bác áo bao lỗ thì cũng ok. Về ưu điểm của chiếc này thì chúng ta sẽ có một thiết kế rất là đẹp, mê đắm lòng người. Với một mặt kính sapphire nguyên khối cho chúng ta khả năng chống xước gần như tuyệt đối. Cái ưu điểm thứ ba đó là máy khủng của nó là máy 6R21 với 45 giờ tích cót và 28.800 tần số dao động. Thì nó sẽ cạnh tranh với dòng thụy sĩ phân khốc khúc 20-30 triệu đấy. Và cái thứ tư đó là size 40 quá dễ đeo Và cái thứ năm đó là dây da, dây sắt Đều có thể lắp được trên chiếc này để các bác có thể thay đổi phong cách Các bác chế cháo gì dây, dây da, dây da đen vào rất đẹp Dây da cá sấu hoặc là dây da lộn cũng được Bên cạnh đó thì con này hàng siêu siêu lướt nó Full box, không một tí vết gì luôn Đây có trăng thì các bác có thể soi Nếu mà các bác dùng kính lúp hoặc kính hiển vi Thì các bác sẽ soi được một cái vết xước ở chỗ này Đó Đây, các bác có thể soi thêm một cái vết xước nhỏ ở chỗ này nữa luôn thì các bác nhé. đây ở cái mắt số 2 từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ có một cái vết xước nhỏ ở đây. Còn lại thì không có tí vết gì luôn. Chiếc này thì giá nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với các bác mua hàng mới. Hiện tại thì giá retail của chiếc này nó tương đương khoảng 25 triệu giá retail. Còn hàng, săn hàng mới thì nó về tầm 20-25 triệu bên Quang Lâm em thì hiện tại đang có một chiếc này hàng lướt với mức giá là 15 triệu 100 và bên em bảo hành cho các bác 2 năm chiếc này và em này có mã số là 104 tạ, 1084 các bác nhé 1084 và có giá là 15 triệu 100 tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc nữa là của Seiko thì chiếc này là một chiếc Grand Seiko dòng đời mới thì chiếc này có tên là Grand Seiko Heritage 2 bit SBGH254. Đây là một chiếc uh, tần số dao động 36.000 bit và nó là phiên bản giới hạn chỉ có khoảng 150 chiếc trên toàn thế giới thôi. Và dòng này thì nó ra đời cùng với lại dòng SBGH252 đấy. Nổi đình nổi đám một thời cái mặt tay ở trắng đấy. Thì cái em đang có trên tay đây là một chiếc với đấy. mặt tay ở màu cà phê. Thì dòng này được Seiko giới thiệu ra ngoài thị trường vào năm 2017 Và nó chỉ có 150 chiếc thôi Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp của Grand Seiko với cái màu xanh rất là quen thuộc của Grand Ở đây chúng ta sẽ có hai bên này thì Không biết là trong quá trình vận chuyển không biết là cái hộp sổ, hộp sổ, cái sổ của cái này nó lẫn đâu mất rồi Không thấy đâu Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mắt thừa của chiếc đồng hồ này các bác nhé mã của chiếc này là SBGH254 Đây là Grand đây là cái hộp của nó các bác nhé Mã của chiếc này đây, SBGH254 các bác nhé Và như trên đây các bác thấy có thể thấy giá bán lẻ đề xuất của họ là 1 triệu 150 nghìn yên Cộng với lại 10% thuế là nó sẽ là bao nhiêu? Là khoảng 1 triệu 265 nghìn yên nó sẽ tương đương với khoảng 265 triệu tiền Việt Nam Đấy là giá bán lẻ đề xuất của hãng Và nó sẽ tương đương với khoảng 10.350 đô Là nó kém con Rolex Datejust 41mm của các bác hai tông màu của các bác là nó chỉ có 50 triệu nữa thôi là mua được con Rolex Datejust Là của Seiko các bác nhé Đây, Đồng hồ của Seiko Trước này có sai mặt đường kính là 40mm Và dày là 13,4 Lắc tu lắc của cái này thì em đo xem nào là 46 các bác nhé Lắc tu lắc là 46 Và nếu mà sau các bác thay dây ra cho chiếc này thì Dây ra là dây 20 Chóp dây sẽ là 18 Cái này nó là cái núm vặn thì khi mà các bác dùng các bác phải vặn cái này ra Đã dùng xong thì các bác lại vặn vào mặt đều của chiếc này thì các bác sẽ thấy là nó có hai tông màu với màu thép bạc và màu vàng 18k gold của Seiko đây là một chiếc Grand Seiko SBGH254 và nó có mặt đều trong tiếng Nhật người ta gọi là mua trạ mô trạ có nghĩa là kết hợp giữa màu nâu cà phê và các cái vân chảy tia sunburst trên một cái độ hoàn thiện phải nói là cực kỳ cao cấp của Seiko người ta gọi là màu mô trạ nổi bật nhất trên nền uh, trên trên cái nền này thì chúng ta sẽ có là cái chữ bộ kim đúng không ạ? bộ kim mình lưỡi kiếm rất là sắc lẹo và chiếc này thì được họ làm bằng vàng 18k nguyên khối hết các bác nhé bộ kim cọc đều được làm bằng vàng 18k hết và chiếc này thì được làm theo cái dáng GS44 ngày xưa của Grand Seiko là một cái dáng rất là huyền thoại của Seiko từ những năm 1967 và vẻ đẹp của cái dòng này thì nó là vẻ đẹp của thời gian luôn tức là năm nào tháng nào nó cũng thế không bị lỗi thời Chúng ta sẽ có là ở trên góc 12 giờ có logo của GS, tôi sẽ lau mãi mà nó không sạch. Chúng ta sẽ có logo của GS và có chữ Grand ở dưới các bác nhé. Ở góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng chữ đen và ở dưới này thì chúng ta có chữ automatic và chữ 2 bit 36.000. À 36.000 tần số dao động. Ở dưới này chúng ta sẽ có chữ Japan và tên bộ máy là 9S85. Bộ cọc số thì đều được làm bằng vàng nổi hết, nổi lên trên mặt dial luôn. Chúng ta sẽ có là ở đây là cái vành benzen cũng bằng phẳng khối hết các bác nhé. Đẹp, cái này cũng đẹp. Máy của chiếc này là máy 9S85 và đây nó dòng 2 bit với 37 chân kính. 36.000 tần số dao động và cho chúng ta khoảng 55 giờ tích cót. Với mức mức sai số khoảng cộng 5 giây đến trừ 3 giây mỗi ngày. Trong điều kiện lý tưởng là nó sẽ tương đương với sai số của dòng Rolex rồi. Dòng máy 9S85 này thì các bác sẽ thấy nó cũng đầy đủ các chức năng cơ tự động hỗ trợ có tay dừng kim dây. Bên cạnh đó thì cót của chiếc này được Seiko làm bằng hợp kim Spron 610 rồi. Một loại hợp kim siêu cao cấp của Seiko. Siêu bền, siêu chống sốc, siêu chống từ, siêu bền của Seiko để làm cót. Cho nên uh, mặc dù với tần số dao động 36.000 bit Nhưng mà nó có thể cót cho chúng ta 55 giờ cót. Và trước này thì uh, Bên em săn được cho anh khách quen của bên em Với giá là 156 triệu Và trước này thì cũng đã bán rồi Và bên em có mượn lại Anh khách để uh, Trên tay review cùng với các bác Ở Bác nào mà đang có ý định săn trước này Thì uh, có thể uh, Liên hệ zalo với cả bên em Để chờ con này quay đầu hoặc là có thể bên em sẽ săn cho các bác chiếc khác Đó. Thì chiếc này là mã của nó là SPGH254 các bác nhé Và giá tham khảo là 156 triệu Tiếp theo là một chiếc uh, Grand Seiko dòng Vintage Đây em có một chiếc Vintage Grand Seiko nghìn trục tung trục hoành Và cái này thì... Em thấy bên Nhật có gửi về một kèm theo một bộ dây sắt này nhưng mà dây sắt này không biết có phải zin của nó không. Đó, cái này thì nó lắp vào đây. Em thì em chưa nhìn thấy bộ dây dây sắt zin nào của Grand Seiko Vintage cả nên em cũng không biết được cái này nó có phải dây zin không. Thì cái này em sẽ mặc định là dây phụ kiện các bác nhé. Còn về mà nếu mà các bác kiểm tra thấy dây zin thì đừng có bắt đền em còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp đi kèm của nó nhé, hộp GS của ngày xưa luôn đấy thì đây có một chiếc uh, Gran Seiko Vintage ngày xưa trục tung trục hoành cái dòng này hiếm lắm đây còn đầy đủ hộp các thứ luôn không thiếu cái gì thời trước này sử dụng máy 6000, à máy 61 dáng 8000 và được sản xuất vào những thập niên 1960 1970 của thế kỷ trước. Thì cái này nó chính là đời cha ông của những chiếc uh, Grand Seiko thời nay. Tất cả những chiếc Grand Seiko thời nay đều được dựa trên nền tảng là những chiếc đồng hồ GS vintage này và nó rất là đẹp với cái độ nguyên zin về thân vỏ máy, mặt kính chỉ trừ dây và khóa thôi, còn lại là nó nguyên zin hết kể cả mặt kính, kể cả những cái vết xước trên Vết sức thời gian trên đồng hồ là em vẫn để nguyên Tí nữa em sẽ mở máy để các bác cùng kiểm tra Trước đây thì em có cái dịch uh, Cái tài liệu uh, Về GS Vintage Bằng tiếng Nhật ra tiếng Việt Và có ghi vào một quyển sổ Và theo cái quyển sổ ghi chép Bách khoa toàn thua của em Quang Lâm thì uh, Vào tháng 12 năm 1967 Là Gran họ bắt đầu tung ra ngoài thị trường Cái dòng 2 bit 36.000 bit này và đến tận những năm 1972 là nó mới dừng bao gồm 45GS trên dây bằng cót tay hoặc là 61GS là bộ máy cơ tự động và dòng này thì nó được sản xuất bởi Suwa vào những thập niên 60 của thế kỷ trước và tại thời điểm đó thì khoảng 40.000 Yên là giá mới của chiếc đồng hồ này khi xuất xưởng thì nó sẽ tương đương với khoảng 3 cây vàng các bạn 3 cây vàng về thiết kế tổng thể thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái thiết kế trường tồn với thời gian. Đến tận bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy nó vẫn còn rất đẹp. Bởi uh, chiếc này được thiết kế với những cái mặt phẳng cùng các cái đường cắt nét rất là sắc lẹo. Đó. Thì nó cho chúng ta cái sự phản xạ về ánh sáng rất là tốt. Và nó làm cho chiếc đồng hồ này của chúng ta ở góc độ nào chúng ta cũng có thể định hình được cái form của chiếc đồng hồ. Và đeo cái dòng này rất là thích các bác em đang uh, sử dụng. Hiện tại em đang đeo cái dòng cái này cũng rất là đẹp và rất là thích chiếc này. Nó cũng kiểu kiểu như thế nhưng mà nó là cap gold. Nhưng mà đeo cái này phê lắm các bác, nó chính xác tuyệt vời luôn. Mà đây của chiếc này chúng ta sẽ có size đường kính là 36,7 các bác nhé và dày của chiếc này là 12,4 mm. Lắc tu lắc của cái này là 42 và độ động dây ở đây là 18. Còn đây là 16. Thì nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 15 trở lên thì dòng ngày xưa mà nó không có đồng hồ to Trước này thì sử dụng kính acrylic 31mm của Seiko cho dòng này Trên mặt đeo của chiếc này chúng ta sẽ thấy là ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko chữ Automatic Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có dòng 6146 này thì chúng ta sẽ có cơ chế hiển thị đầy date tức là có lịch ngày và lịch thứ và với cơ chế hiển thị lịch ngày lịch thứ cổ vintage này thì chúng ta sẽ lưu ý cho em một cái là từ 9 giờ tối cho đến 2 giờ sáng là chúng ta không được chỉnh lịch. Nếu mà chỉnh lịch là nó dễ gãy, gãy mất cái bánh răng của cái chỉnh lịch và bay gãy mất cái bánh răng là rất khó tìm hàng phụ kiện, không có. Nên là chúng ta phải cẩn thận cái đó. Tìm nó có nhưng mà vẫn lâu lắm. Thì cái dòng này nó các bác cứ phải chỉnh lịch nó chuyển lịch từ lúc 12 giờ cho đến tận là 1 giờ 20 là bắt đầu nó mới chuyển lịch xong vậy thì các bác tránh cái lịch từ chuyển lịch từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng ra ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có chữ GS là chữ Grand Seiko, logo của Grand Seiko chúng ta có chữ 2 bit là 2 bit này nó chính là cái tần số dao động cao và cho đến tận ngày nay thì cái dòng hai bit này nó vẫn luôn là một trong số những cái thành tựu tinh kế tế nhất của Seiko từ trước tới nay trong lịch sử hơn 100 năm của hãng và đây nó là những cái bộ máy có cái tần số dao động cao. Tần suất dao động này phải nói là ưu việt nhất thế giới hiện nay, nếu mà không muốn nói đây là một cái sản phẩm, một đứa con tuyệt vời nhất mà Seiko đã từng chế tạo. Ở dưới nữa chúng ta sẽ có con số 36.000 là 36.000 tần số dao động và đây cũng chính là số lượng của những chiếc đồng hồ dòng 61 và 45 được sản xuất tung ra ngoài thị trường bao gồm cả thép và cap gold kể cả vàng đúc. Và ở dưới thì chúng ta sẽ có logo của Suwa, công ty con của Seiko phụ trách sản xuất cái dòng đồng hồ này. Bộ kim thì chúng ta sẽ có một bộ kim làm phải nói là cực kỳ đơn giản, không thể đơn giản hơn là một bộ kim hình trụ và có sơn màu đen ở giữa các bác nhé. Trên nền đây của cái này các bác sẽ thấy mặt đây mặt à, kính của cái này nó có những cái vết xước nhỏ. Nhưng mà thôi kệ nó các bác ạ, những cái dòng vintage thì quan trọng nhất là nó chạy chính xác. Còn những cái này nó là cái vết xước thời gian thì theo em thì cứ để nguyên thế thì ok hơn. Chiếc này như hôm qua em đo độ sai số hàng ngày là không giây một ngày các bác nhé. Dã man con ngàn thật. Cái dòng không hiểu sao cái dòng của Vinted này nó chạy kinh khủng thật. Đấy, sai số trừ 1 giây một ngày này. Trừ 1 giây. Trừ 1 giây. Tức là nó khoảng cộng trừ 1 giây một ngày các bạn. Cảm ơn Mà nó là 65 tuổi rồi chứ đâu ít gì đâu. Cái này em lúc nãy em mở hờ hờ ra rồi để tí nữa mở ra cùng các bác Kiểm tra bộ máy Đó. Ở đây chúng ta sẽ có bộ máy của nó các bác nhé Trước này thì sử dụng bộ máy caliber 6146 Đây là một bộ máy cơ tự động Và có hỗ trợ có tay và có cả rừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ với 25 chân kính và 36.000 tần số dao động cho chúng ta khoảng 45 giờ tích cót. Các bác sẽ thấy là máy của nó này 60 năm rồi. Đây chúng ta sẽ có bộ máy 6145A, à quên xin lỗi các bác 6146A. Ở đây này các bác này. Japan 6146 Seiko 25 chân kính 051794 Đây là cái số Chứng nhận chuẩn chronometer của Thụy Sĩ Cấp cho cái dòng GS này các bác nhé Còn đây thì các bác có thể Có, có cái uh, Chỉnh nhanh Chỉnh chậm S là slow F là Fast Tức là nhanh chậm, chỉnh nhanh chậm được Thì các bác thấy bộ máy đó này Chất thép của nó kinh khủng Độ sai số của dòng này nó còn trừ 3 giây đến cộng 5 giây mỗi ngày Tại thời điểm xuất xưởng Đây là cái nắp của nó 61468.000 Đó và được thợ ở Nhật người ta lau dầu vào tháng 3 năm 2021 sẵn rồi thế là về các bác cứ thế là các bác đeo thôi đây đó là giá trị thời gian các bác nhỉ không hiểu sao những chiếc đồng hồ cổ ngày xưa mà nó có thể làm những chiếc đồng hồ chính xác đến tận bây giờ em vừa mới đo sai số khoảng không đến một giây một ngày như đồng hồ pin luôn ở đây chúng ta ở à đây cái nắp đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái Thông số ở đây là stainless steel thép không dỉ 61468.000. Water resistant đây các bác dạ, dạ hàng của nhà em là em để nguyên siêu nhé. À, nguyên, nguyên 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 zin nhé. Không có spa đâu các bác vẫn thấy những cái xước nhỏ nhỏ này. Ở đây chúng ta sẽ có cái mề đây của nó là Seiko GS mà cái này bằng vàng. Số series của nó đây. 61468.000 chống nước thì dòng này nó là tay xoáy cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái khả năng chống nước của nó cũng khá là tốt nếu mà so với dòng Vintage thì hầu như là kiêng nước 100% nhưng mà những cái con này thì kể cả như đi mưa rửa tay là cũng không vấn đề gì đâu Tuy nhiên thì các bác để cho nó bền thì tốt nhất các bác nên tránh các bác nhé Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay nhé size nhỏ mà ngày xưa thì thường sẽ hợp cho các bác tay nhỏ nhỏ và vừa tay 15.5 16 đeo thì tuyệt vời đó thì bác nào mà thích chiếc này thì liên hệ với bên em chiếc này có giá là 29 triệu 950 nghìn bao gồm cả hộp zin các bác nhé mã của chiếc này là 1033 và 29 triệu 950 nghìn cái dòng này nó không hiểu sao bên Nhật nó đắt thế không biết Thì đây là cái giá về đến Việt Nam là 29 950 các bác nhé. Tiếp theo là đến với các bác một chiếc của Orion Ở đây em sẽ có một chiếc Orion chạy bằng pin. Đây đủ hộp sổ, thẻ các thứ các bác nhé. Mắt thừa này, rồi thẻ tác này rồi hướng dẫn rồi cái thẻ bảo hành này. This warranty is valid only in Japan là chỉ có hiệu lực tại nhật thôi này. đây là các cái thông tin lịch sử đi kèm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái Seco à một cái Odin với mã là 1222 các bác nhé và hàng full box và có giá của bên Quang Lâm là 1 triệu 900. Với 1 triệu 900 này thì chúng ta sẽ có sở hữu một chiếc đồng hồ chạy pin của ORIENT và dòng này thì tương đối nhiều dạ quang đây. Dạ quang của cái này chúng ta sẽ thấy là trên kim giờ, trên kim phút, ô oh, trên cọc số không có dạ quang các bạn chỉ đầu của mỗi cọc số thì chúng ta có một chút dạ quang thôi Lúc đầu em nhìn em lại cứ tưởng là ở trên nên nó có nhiều dạ quang Đó, thì chúng ta sẽ chỉ có dạ quang trên kim giờ, trên kim phút như thế này thôi các bác nhé Tình trạng của chiếc này thì chúng ta sẽ thấy là nó như hàng mới luôn các bác nhé Hàng thì hàng Hàng đã qua sử dụng nhưng mà nó là hàng lướt Hầu như không có đeo nên là hàng còn rất là đẹp Không một tí vết Đây chúng ta sẽ có kích thước Xoay mặt đường kính size 42 Và nó chỉ mỏng có 9,3mm thôi Đồng hộp pin mà Thì dòng này thì nó sẽ hợp với các bác Ở cái size bao nhiêu nhỉ Vừa đo xong Size 42 thì nó sẽ hợp với các bác tay 16, 17 trở lên các bác nhé. Thì dành cho các bác nào mà cần một chiếc đồng hồ để xem giờ, chạy pin, đi làm hàng ngày, nhẹ nhàng trên tay thì các bác có thể nghiên cứu chiếc này với giá là 1 triệu 990, à 1 triệu 900 nghìn. Đúng rồi. Và chiếc này thì được uh, Orion Orient trang bị kính khoáng cứng chống xước, mineral crystal chống xước của hãng. Và sử dụng trên chiếc này là một bộ máy pin cứ hết pin là các bác thay thôi ở bên em có pin nhật để bảo hành cho các bác rồi các bác yên tâm à, khả năng chống nước của chiếc này là 50m cho chúng ta đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen movement Japan rồi chúng ta sẽ có cái logo của Orin được in trên mặt sau em Epson là công ty mẹ của Orin các bác nhé chiếc này thì bên em có mã số là 1222 và có giá là 1 triệu 900 size 42 thì nó sẽ hợp với anh em tay 16 trở lên đeo rất đẹp vì nó mỏng mà như tay em 16.5 thường em hợp với những cái đồng hồ size 39 40 nhưng mà khi đeo chiếc này size 42 thì lại thấy nó vừa khít luôn bởi vì nó mỏng và nó ôm tay lắm nhẹ nhàng nữa nên bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ ở bên em hàng không tì vết các bác nhé ở chiếc này thì bên em có giá bán là 1 triệu 900 và mã của số của nó là 1222 Tiếp theo là một chiếc của Seiko và chiếc này rất là đẹp. Chiếc này thì nó còn hộp nhưng mà thất lạc mất đâu cái sổ rồi không có sổ các bác nhé. Hàng như kiểu hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng đâu. Chiếc này thì đây các bác có thể thấy này. Nó như hàng trưng bày luôn ấy. Mặc định chiếc này là hàng đã qua sử dụng lướt các bác nhé. Đó, còn hàng đã sử dụng chưa thì các bác nhìn cái dây là các bác sẽ thấy là hầu như chưa đeo đâu mà vì nó còn nguyên thẻ tác trên đồng hồ luôn đây cái này chúng ta sẽ thấy là có một cái mặt đều màu xanh này rất là hiếm Size 42 các bác nhé Size 42 và nó chỉ mỏng có 10,4mm thôi mà đều này các bác nào mà thích kiểu này thì quất luôn thôi chứ không có cái thứ hai đâu các bác Hiếm lắm Màu xanh ngọc lục bảo nhưng mà cái xanh này nó kiểu gì nó sáng rất đẹp Size 42 các bác nhé lắc của cái này thì sai lắc tu lắc là 49,5 À, cũng khá là đẹp. Chúng ta sẽ có một mặt đều với 6 kim. Chúng ta sẽ có kim giờ, kim phút, kim dây và ba kim phụ nữa. Và dạ quang ở trên chiếc này thì chúng ta sẽ có dạ quang trên 12 bộ cọc số. Cũng như là dạ quang ở trên kim giờ, trên kim phút. Tương đối thật sáng. Đó dạ quang buổi tối đây các bác nhé Bộ kim hình trụ Kim giờ kim phút hình trụ Và được mạ màu vàng PVD Trên có đính dạ quang Ở dưới này chúng ta sẽ có chữ Seco Chữ Chronograph 100M Và dưới này chúng ta sẽ có cái chức năng alarm Là chức năng hẹn giờ Kêu tít tít ấy. Còn ở dưới này chúng ta sẽ có chữ Movement Japan và tên của bộ máy Góc sắp đều góc 12 giờ Là cái ô hiển thị giờ, giờ, giờ số phút khi mà chúng ta bấm chức năng tính giờ còn khi mà chúng ta tính giờ xong thì chúng ta reset về vị trí ban đầu thế còn cái kim dây hàng ngày của các bác là nó ở góc 9 giờ này cơ chứ không về các bác nhìn thấy cái kim dây này nó không được không chạy các bác bảo nó hỏng không phải kim dây là nó ở góc 9 giờ này nhé thế còn cái kim dây dài này của chúng ta là chỉ nó chỉ chạy khi chúng ta bấm tính giờ thôi là các bác tính giờ thì bắt đầu nó mới chạy còn tính xong các bác bấm lại là nó dừng Đấy, reset lại vị trí ban đầu đó Máy thì sử dụng trên chiếc này là một bộ máy pin 7T62 các bác nhé. Cứ hết pin là các bác uh, thay pin thôi. Chống nước là 100M. Đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội thoải mái. Mua mừng Japan 9D0200 là tên series number của chiếc này. Đó, chiếc này rất là đẹp và nó tương đương với hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Mặc định chiếc này nó là hàng lướt rồi các bác nhé. Nhưng mà khả năng cao nó là một chiếc hàng trưng bày đấy các bác ạ. Thì cái này bên Nhật không gửi thông tin là hàng trưng bày nên là bên em sẽ mặc định nó là hàng lướt rồi các bác nhé. Thì trước này thì có mã số là 1063 và bên em có giá là 2 triệu 950 nghìn. Mã 1063. Tiếp theo là một chiếc Chiếc này thì hàng rất là đẹp Hàng lướt Còn nguyên hộp phụ kiện các thứ đi kèm cùng với đồng hồ Chúng ta sẽ có một chiếc này là hàng săn sale Và đây là cái thể tác của nó các bác nhé SRVK025 và giá đã bán lẻ đề xuất của hãng là 90.000 Yên cộng thuế nó sẽ khoảng 99.000 Yên tương đương với khoảng 21-22 triệu Giá bán lẻ đề xuất của hãng Và chiếc này sử dụng bộ máy caliber 6R27 Với độ sai số khoảng cộng 25 giây Trừ 15 giây mỗi ngày Tự động có cót tay có dừng kim dây Tích cót tối đa là 45 tiếng 29 chân kính 28.800 tần số dao động Có kim giờ, kim phút Và có kim power reserve Và có được uh, Có kim uh, có, có, có có Kính sapphire và phủ chống lóa mặt trong SARW025 là mã của chiếc này các bác nhé đây là hướng dẫn sử dụng cái dây. Trong này chúng ta có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Trước này thì hàng lướt và dùng còn rất là đẹp các bác nhé. Hàng hầu như là không tì vết. một con hàng lướt và các bác có thể nhìn thấy tình trạng của nó này trên thân vỏ của nó chỉ có sức răm nhỏ xíu thôi không có sức to về mặt kích thước của chiếc này thì em sẽ đo cái này xem nào chúng ta sẽ có sai mặt đường kính là sai 40,5 và độ dày ở đây là 13,4 mm chúng ta sẽ có một cái lắc cổ trước này thì nó sẽ tương đương với khoảng 46,4 ml các bác nhé và độ rộng dây ở đây chúng ta sẽ đo được là 20 và chóp dây ở dưới này thì là 18 các bác nhé Mặt đây của chiếc này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái mặt đây phải nói rất là đẹp với 12 bộ cọc số sử dụng cọc số học trò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, và riêng cái số 12 thì họ làm bằng màu đỏ cho tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko cho Automatic. Và xuống trải dài xuống dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái sắp đều hiển thị lịch ngày. Và góc 9 giờ là Kim Power Reserve. Kim giờ, kim phút, kim dây thì người ta sơn màu xanh các bác nhé. Và với nhiều cái vân uh, ngang, vân dọc nó, nó nhìn nó rất là đẹp. Vành Atorin ở bên ngoài. Trước này thì tình trạng của nó còn rất là đẹp. Thì các bác thấy là còn bóng loáng luôn. Và có chỉ có sức giam nhỏ nhỏ ở trên cái vành benzen khi mà sử, qua quá trình sử dụng nó có thôi. Kính được trang bị trên chiếc này là kính sapphire nguyên khối. Ở chống xước gần như tuyệt đối của Seiko cho nên chúng ta sẽ không có xước ở trên này đâu các bác nhé. Đây cái này các bác thấy này nó còn nguyên siêu ni lông đã bóc đâu. Đó, thì về các bác bóc cái siêu ni lông này ra. vẫn còn nguyên cái siêu ni lông này các bác này đó bộ máy được sử dụng trên chiếc này là bộ máy 6R27 các bác nhé với 29 chân kính 28.800 tần số dao động và khoảng 45 giờ tích cót thì với bộ máy 6R27 này thì các bác sẽ thấy đây một bộ máy rất là bền và nó cạnh tranh với dòng thụy sĩ đây nó giống cái con này lúc nãy này các bác này kiểu kiểu như nhau 29 chân kính và 28.800 tần số dao động và 45 giờ tích cót. Với bộ máy này thì đầy đủ các chức năng là hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi mà các bác rút núm chỉnh giờ. Bên cạnh đó là có cả kim báo năng lượng Power Reserve ở góc 9 giờ nữa. cho chúng ta rất là dễ dàng khi sử dụng. Đó, thì cái này thì các bác sẽ thấy là nó có một cái bộ dây da dập vân cá sấu và chính hãng của Seiko đi kèm theo là một cái khóa khóa bướm chống gãy dây và còn nguyên siêu ni lông chưa bóc trước này thì nó cũng là hàng dùng lướt rồi nhưng mà dùng rất ít các bác nhé còn rất là đẹp đấy em sẽ đeo thử cái này trên tay để các bác cùng ướm xem thế nào nhé Đó Trước này thì với size mặt uh, size 42 thì nó sẽ tương đương nó sẽ sẽ hợp với các bác tay 16. Như tay em là 16.5 đeo thì rất là đẹp. Với mặt kính sapphire máy 6R27. 28.800 tần số dao động và cho mức sai số khoảng cộng 15 giây đến trừ 25 giây mỗi ngày thôi. Đầy đủ các chức năng hỗ trợ gót tay và dừng kim dây. Thì đấy là các cái ưu điểm của chiếc này. Mặt kính sapphire. Rồi hàng thì hàng lướt. Hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Còn đẹp khoảng 96-97% các bác nhé. Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em với mã số là 1065. Và chiếc này có giá là 12 triệu 900. Mã là 1065 các bác nhé. 12 triệu 900. Hàng còn rất đẹp. Bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ bên em. Bên em bảo hành 2 năm. tiếp theo là một chiếc đồng hồ nữa của seiko chiếc này thì các bác sẽ có cái hướng dẫn sử dụng của chiếc này ở trong hộp nhé và đây là một chiếc đồng hồ chạy bằng pin của seiko cái này thì rất là đẹp về tình trạng của chiếc này thì nó là hàng siêu siêu lướt rồi hàng đã qua sử dụng lướt các bác nhé nó còn rất là đẹp thì tại sao hàng của bên em mà cái nào cũng siêu lướt mà đẹp thì báo cáo với các bác những cái lý do sau thứ nhất là hàng của bên em là trước khi về Việt Nam là bọn em đã tuyển chọn rồi những cái nào mà đẹp thì cho về còn những cái nào xấu thì thôi bỏ qua không lấy cái cái lý do thứ hai đó là Người Nhật người ta sử dụng đồng hồ thì các bác biết là Nhật thì chả có cái gì ngoài đồng hồ Đất sản xuất đồng hồ mà Nên một người thường người ta sẽ sở hữu rất nhiều đồng hồ Các bác cũng biết là nếu mà chúng ta sở hữu vận nhiều đồng hồ thì Một cái nhiều khi chúng ta chẳng đeo mà chỉ đeo những cái mà chúng ta thực sự thích thôi Thì những cái mà chúng ta mua vì thích Thì thường ít khi bị ít khi sử dụng hết Cho nên là đó nó còn những cái rất là đẹp Đây là cái lý do thứ hai và cái lý do thứ ba đó là về thời tiết khí hậu cho nên ở Nhật thì các bác sẽ thấy là cái độ ẩm không khí của nó Nó rất là thấp, nó rất là hanh khô Cho nên là đồ đạc về điện tử, điện máy của nó nó được bền Như ở Việt Nam mình độ ẩm cao cho nên Đồng hồ hay là những cái thiết bị điện tử mà chúng ta nhiều khi chúng ta không dùng Chúng ta phải sử dụng các cái thiết bị hút ẩm hoặc là không dùng nó cũng tự hỏng Nhưng mà ở Nhật thì cứ để cả lâu nó cũng chả sao cho nên đấy là ba cái lý do mà khiến làm sao những chiếc đồng hồ ở Nhật về nhiều cái còn rất là đẹp cái nguyên nhân chính đó là sự chuyện chọn lọc nữa Chứ còn hàng thì kiểu gì nó cũng có Sước nhiều cũng có mà sước ít cũng có Nhưng mà quan trọng là Là mình phải chọn lọc Thì bên em là chuyên chọn lọc những cái nào mà đẹp nhất Thì các bác em bọn em đánh về để phục vụ các bác Thì đây là một trong số những chiếc như vậy Đây là một chiếc Seiko chạy bằng pin Và nó là 6 kim các bác nhé đó thì chúng ta sẽ có chức năng tính giờ ở góc ở góc 10 giờ à góc 9 giờ thì khi đó thì khi chúng ta bấm thì bắt đầu nó bắt đầu mới tính giờ còn khi tính xong thì chúng ta bấm reset lại vị trí ban đầu ở góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị giờ GMT giờ ngày giờ đêm đấy. còn góc 6 giờ đây chúng ta có kim dây hàng ngày nó còn cái kim dây dài này của chúng ta chỉ để tính giờ thôi khi có bác tính giờ xong các bác bấm reset về vị trí ban đầu còn cái này nó là tính phút khi mà các bác tính giờ hiển thị số phút khi các bác tính giờ. Còn bên ngoài này chúng ta có cái vành tachymeter là vành đo vận tốc. Thì cái này nếu mà các bác quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm về chức năng đo vận tốc trên những chiếc đồng hồ này. Tình trạng của chiếc này nó là hàng lướt, siêu lướt các bác nhé, đẹp không tì vết. Còn về kích thước của chiếc này thì chúng ta sẽ có size mặt đường kính là 40,5 và độ dày là 11,9mm. Ở đây thì em sẽ có cái càng của nó là 46,9. Thì với size... size 40,5 thì nó sẽ hợp với các bác tay 16, tay 17 trở lên thì các bác đeo đẹp. Là đồng hồ thì còn rất là đẹp. Ở con này hình như hàng trung bày luôn các bác này. Đây các bác có thể nhìn thấy cái dây này đó dây như thế này thì chưa qua sử dụng đâu các bác ạ dây da B của seco nhé con này là hàng trưng bày luôn rồi không còn phải bàn cãi gì nữa các bác ạ ở đây chúng ta sẽ có một chiếc uh, sử dụng bộ máy pin 68t63 các bác nhé và chiếc này thì uh, sản xuất tại nước thứ ba và sau đó là chuyển lại nhật sử dụng tại thị trường nhật nội địa chúng ta sẽ có watch water resistance là 100 m này movement japan case in china tức là lắp ráp và kiểm định tại thị trường tại nhà máy của seco tại trung quốc sau đó là nhập lại thị trường nhật các bác nhé nó là hàng nhật nội địa thì cái chất lượng của nó cũng tương đối là bền các bác yên tâm sử dụng đó thì đây là chiếc đồng hồ mang mã số là 1195 ở bên em có giá là 2 triệu 800 này hàng như hàng trưng bày rồi các bạn ạ. Chắc chắn luôn. Trên đây là các cái vân tay của em nhé. Kính được sử dụng trên chiếc này là kính Hartlex Crystal, kính khoáng cứng chống sức của Seiko các bác nhé. Và đồng hồ chạy pin, hết pin là các bác thay thôi. Ở góc 4 giờ thì các bác sẽ có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền đen chữ trắng. Ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seco. Đó thì chiếc này thì bên em có giá bán là 2 triệu 800 và mã của nó là 1195. Hàng mới của cái này thì các bác cũng phải mua về đến tầm 4 triệu, 4 triệu rưỡi hàng mới. Còn nếu mà các bác uh, lấy hàng săn sale hoặc hàng trưng bày như này thì nó có giá là 2 triệu 800 các bác nhé. Tiếp theo là một chiếc nữa của Seiko Đây cũng là một chiếc 6 kim Màu trắng các bác nhé Như cái em vừa lên với các bác vừa rồi là những cái màu xanh Một cái màu xanh dương Một cái màu xanh lá cây Toàn màu đẹp rồi Một cái màu trắng Những chiếc này là những chiếc mà em cũng đã chọn lọc và lựa chọn các cái thiết kế cho các bác rồi nhưng các bác về cứ thích là các bác quất thôi đó. Chúng ta sẽ có một uh, chiếc đồng hồ với 6 kim Kim giờ, kim phút, kim dây và 3 kim phụ nữa Tình trạng của chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ hàng lướt các bác nhé Hàng đã qua sử dụng lướt nhưng mà hàng còn rất đẹp luôn Thì các bác có thể thấy là rất là ít xước giam Chiếc này còn đẹp phải đến 98% các bác nhé Không tì vết Về mặt kích thước của chiếc này em sẽ đo với các bác là đây là size 40,5mm và độ dày của chiếc này là 12 lắc tu lắc của cái này sẽ là 47,3 với size 40,5 này thì nó sẽ hợp với các bác tay 15.5 tay 16 các bác đeo hợp lý đó sau kim và chúng ta sẽ có 3 núm. Mặt đây của chiếc này chúng ta sẽ có ô cửa sổ, à, chúng ta sẽ có là lịch uh, ngày được hiển thị ở góc 4 giờ. Ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko chữ Chronograph và chữ 100M ở dưới. 12 bộ cọc số thì họ làm một bộ cọc số dạng nổi. Và bên trên thì họ thấy họ có đính một chút dạ quang cho chúng ta xem ban đêm thì trong buổi tối thì các bác sẽ thấy là dạ quang ở trên kim giờ trên kim phút này trên 12 bộ cọc số chúng ta sẽ thấy họ cũng có dạ quang cho chúng ta để quan sát trong ban đêm đó thì dạ quang nó sẽ như thế này vào buổi tối các bác nhé sau kim Góc 3 giờ chúng ta có giờ GMT, giờ ngày, giờ đêm và góc 9 giờ là hiển thị số phút khi các bác tính giờ. Đó. Còn góc dưới góc 6 giờ đây chúng ta sẽ có một cái kim dây hàng ngày. Kính được trang bị trên chiếc này là kính Hartley Crystal, kính khoáng cứng chống xước của Seiko cho chúng ta chống xước khoảng 7 điểm trên 10 các bác nhé. Máy thì em này sử dụng một bộ máy pin. Hết pin thì các bác thay thôi. Máy pin của chiếc này là 6T63. Và độ chống nước của chiếc này là 100m cho chúng ta đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội lặn ngụp thoải mái Mua vừa mình Japan số seri number của nó là 031199 Và hàng còn đẹp 99% các bác nhé Không tì vết Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em Với mã số cho chiếc này là 1023 Và giá của chiếc này là 2 triệu 700 các bác nhé 1023 và giá là 2 triệu 700 Tiếp theo là một chiếc của Furbo Design. Hôm trước em cũng vừa mới có một chiếc này. Thì cái hôm trước là full box đầy đủ cả. Còn hôm nay thì chiếc này nó thất lạc hộp sổ rồi chỉ còn đồng hồ không thôi. Và bên em có cái hộp bảo quản đi kèm. Ở đây các bác sẽ có một chiếc đồng hồ Furbo Design và em sẽ đo kích thước của chiếc này nhé. Tình trạng của chiếc này thì nó là hàng đã qua sử dụng siêu lướt các bác ạ. Đây các bác nhìn này dây này Hầu như không đeo nhé Hàng như hàng mới các bác nhé Ở đây chúng ta sẽ có kích thước sai mặt đường kính ngang của nó là size 39 Và dọc ở đây em đo được là 39mm Tức là ngang dọc như nhau Nếu mà đeo trên tay thì em sẽ ướm nó có size khoảng size 40 của đồng hồ tròn Size 40, size 41 tương đương size 40, size 41 của đồng hồ tròn các bác nhé đây một chiếc đồng hồ cơ. Cơ tự động có có tay của Furbo Design, một cái hãng nội địa Nhật. Mặt đai của chiếc này các bác sẽ có mặt dial mối mặt kính uh, chống xước, kính khoáng cứng chống xước các bác nhé. 12 bộ cọc số thì người ta làm dạng cọc nổi và được mạ màu vàng rose gold ở trên uh, được đính lên trên nền dial. Kim giờ kim phút được làm hình trụ Và kim dây được sơn màu đỏ Và cuối có chữ Fobo Design là logo của hãng Ở góc 7 giờ thì chúng ta sẽ có ô uh, lộ tim Để cho chúng ta có thể quan sát được bộ máy của Miota của Nhật ở bên trong Với dáng tông neon hình thùng rượu các bác nhé Máy của chiếc này thì là máy Miota và máy của Nhật của Citizen đấy các bác nhé. Với 21 chân kính, 21.600 tần số dao động và khoảng 40 giờ tích cót. Một bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ cả cót tay nữa. Với dòng này thì không có hỗ trợ, không có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Đó. Thì chiếc này phải nói là rất là đẹp của Miota sản xuất. Thì các bác có thể nhìn thấy độ mới của chiếc này. Thì em lau cái này đi đã. Đó. Các bác có thể thấy là soi gương được luôn. Hàng rất mới luôn nhé các bác nhé. Chỉ có một cái là nó không có hộp thôi Bên em có hộp bảo quản đi kèm Chiếc này thì bên em có giá là 2 triệu 750 nghìn Và có mã là 1030A Các bác nhé 1030 Và giá là 2 triệu 750 nghìn Bác nào thích chiếc nào thì hãy nhớ cái mã số của nó và kích click, click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video nhé các bác nhé. Hoặc các bác có thể truy cập vào website đồng hồ quang com để đặt hàng. Bên cạnh đó thì các bác có thể gọi điện cho em theo số điện thoại 0834 69 6699. Các bác cho em tiêm uống hấp nước. Tiếp theo là em lên với các bác một chiếc nữa của Seiko thì chiếc này là một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Và chiếc này thì nó là hàng không có hộp, chỉ còn đồng hồ không thôi hàng trưng bày các bác nhé. Trưng bày ở shop ở bên Nhật họ thanh lý cho bên em. Thì chiếc này có mã là 1004 và có giá là 2 triệu 300 một chiếc đồng hồ chạy pin của Seiko. Ui chiếc này đẹp lắm các bác ạ, chiếc này tuyệt vời đấy. 2 triệu 300 mà có một cái đồng hồ Seiko này các em thấy là rất hợp lý luôn các bác này Đây một chiếc đồng hồ nặng lắm Hàng trưng bày chưa qua sử dụng các bác nhé Và nó là đồng hồ 6 kim Kim giờ, kim phút, kim giây và có 3 kim phụ nữa Chúng ta cũng sẽ có chức năng chronograph như những chiếc vừa rồi Tình trạng của chiếc này thì nó là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Và kích thước của cái này thì để em đo xem nào cái này thì các bác sẽ có sai mặt đường kính là size 45 mm và độ dày là 12,3 mm. Lắc tu lắc của cái này thì em sẽ đo được ở đây là 52,7 mm các bác nhé. Với size 45 này thì nó sẽ hợp với các bác tay to đấy, tay 17, 18. Các bác đeo là hợp lý, mắt thừa còn ở trên dây chưa cắt. Các bác thoải mái, không sợ thiếu thiếu mắt thừa. Mặt đài hồ của chiếc này thì chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số nổi được họ sơn đính lên trên mặt đài hồ luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có 6 kim và 3 sắp đài hồ phụ. Ở góc 12 giờ là sắp đài hồ chỉ hiển thị số phút khi chúng ta tính giờ. Góc 3 giờ thì các bác có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng chữ đen, chữ Seiko, chữ Chronograph 100M. Và ở dưới góc 6 giờ là sắp hiển thị kim dây. Đó, còn đây là tính số giờ khi chúng ta tính giờ các bác nhé. Xem là dạ quang của cái này sao nào. Các bác sẽ có dạ quang một chút trên kim giờ, trên kim phút. Và trên 12 bộ cọc số các bác có một chút dạ quang. Cũng có dạ quang ở trên 12 bộ cọc số các bác ạ. Ở đây các bác sẽ có đây dạ quang của nó vào buổi tối nhé. Trước Chiếc này chắc nịch lắm luôn các bác ạ. Về mặt uh, máy thì chiếc này nó sẽ sử dụng à về mặt kính chứ. Kính thì cái này sử dụng kính Hartley -like Crystal, kính khoáng cứng chống xước của Seiko các bác nhé. Và em này thì sử dụng một bộ máy pin. Pin ở đây là pin uh, bộ máy 6, bộ máy 8T87 các bác nhé. Xin lỗi các bác 8T67. Bộ, một, một bộ máy pin hết pin là các bác thay thôi. Movement Japan Water Resistant 100M Stainless Steel thép không dỉ Của Seiko Ở trước này là size 45 thì nó sẽ Hợp với các bác tay 17 hoặc các bác thích đồng hồ to Như tay em 16.5 thì em đeo sẽ Nó như thế này các bác nhé Dòng này thì nó bền lắm này. Đây. đây mắt thừa còn ở trên dây bác nào về thì tự cắt mắt nhé rồi rồi, chiếc này thì bên em có mã số của nó là 1004 và có giá là 2 triệu 300 và bên Quang Lâm bảo hành 2 năm cho chiếc này các bác nhé. Tiếp theo em sẽ lên với các bác một chiếc đồng hồ của Eco Drive năng lượng mặt trời của Citizen nhé. một chiếc uh, Eco Drive của Citizen phiên bản Nhật nội địa. Cái này thì dành cho các bác tay nhỏ. Tay 15 thì các bác đeo cái này rất đẹp, đeo để đi làm xem giờ. Đây một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Và sử dụng công nghệ Eco Drive Cohasten là sử dụng ánh sáng mặt trời để phát điện. Denchi Fuyo là không cần thay thế pin điện, có nghĩa là không cần phải thay pin. Là chức năng Eco Drive của Citizen nó là như vậy các bác nhé. Người ta báo cáo rõ với các bác là không cần phải thay pin đâu. Còn các bác nào mà cứ thích đi thay thì thì đấy là các bác thay thôi chứ còn người ta bảo là không phải thay. Đó thì uh, trước này nó một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng đâu các bác ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một uh, chiếc đồng hồ với size mặt đường kính là 37. Và dày là 9,2 mm. Size 37 và dày 9,2, lắc tu lắc là 42,7. Với size 37 thì nó sẽ hợp với các bác tay nhỏ, tay 15, tay 16 các bác đeo thì tuyệt vời. Như tay em 16.5 em đeo cũng đẹp. Hợp lý luôn. Ở đây chúng ta sẽ có góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Citizen và chữ Eco Drive. Ở góc 3 giờ đây chúng ta có một cái ô cửa sổ hiển thị lịch ngày, lịch thứ và chúng ta có lịch nhật, phiên bản nhật nội địa chúng ta sẽ có lịch nhật và tiếng Anh. Đó. Và chúng ta có một cả, cả một cái kính lúp rất là to là cho cả lịch ngày và lịch thứ luôn. Người ta gắn lên trên mặt tayo để cho chúng ta dễ nhìn giờ. Trong nước là 50m các bác nhé. Japan Movement, Citizen Eco Drive. Kim giờ kim phút thì người ta làm hình lưỡi kiếm Và dòng này thì không có dạ quang đâu các bác ạ Không có dạ quang các bác nhé Dây thì sẽ là dây thép cuốn Với 4, 3 chỉ Được làm phay xước Vỏ thì được thép làm bằng thép không dỉ 316 Và với độ hoàn thiện rất tốt Chống, chống xước giam chống hoen dỉ rất là tốt các bác nhé ở đây chúng ta sẽ có một bộ máy cơ. À quên xin lỗi các bác một bộ máy pin Eco-Drive không cần phải thay pin của Citizen. Chiếc này là Japan movement case in China, lắp ráp và kiểm định tại nhà máy của Citizen tại Trung Quốc. Sau đó là nhập lại thị trường Nhật và cái này sản xuất riêng cho thị trường Nhật nội địa nên nó có thứ bằng tiếng Nhật các bác nhé. Đó, chiếc này thì với size 37 thì nó sẽ hợp với các bác tay nhỏ. Và cần một chiếc đồng hồ để đi làm xem giờ thì các bác có thể nghiên cứu chiếc này em nghĩ thấy rất ok. Chiếc này với mã là 1046 và bên Quang Lâm có giá là 1 triệu 950 nghìn. Hàng trưng bày thanh lý và giá phải nói là rất rẻ rồi. Không thể rẻ hơn được nữa. Để bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ bên em nhé. Chiếc này có mã số là 1046 và có giá là 1 triệu 950 nghìn. tiếp theo là một chiếc đồng hồ cơ của furbo design đây một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng các bác nhé và nó còn rất là đẹp đồng hồ chạy bằng cơ và có cả có tay luôn có cả rừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ luôn đây hàng như hàng trưng bày luôn thì cái này là hàng lướt các bác nhé. Hàng lướt. Xem có phải hàng lướt không? Đúng hàng lướt. Thực ra con này cũng không phải hàng lướt đâu. Hàng như kiểu hàng trưng bày các bác nhìn thấy siêu ni lông họ chưa bóc. Nhìn cứ tưởng xước. Không phải. Ở đây chúng ta sẽ có một cái Furbo Design và chiếc này thì bên em có giá là 1 triệu 900. ,000. Mã của nó là 1025 các bác nhé. Hàng đẹp như hàng trưng bày luôn không một tí vết Ở đây chúng ta sẽ có sai mặt đường kính sai 42 Dày là 12,8mm Và lắc tu lắc của nó là 49,7 Với size 42 nó sẽ hợp với các bác tay 16 trở lên nhé các bác nhé Chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số làm dạng cọc số, cọc vạch này Kim giờ, kim phút, kim giây, được uh, họ đính một chút dạ quang Fobo Design nó là cái hãng nội địa Nhật các bác nhé và chúng ta sẽ có dạ quang ở trên kim giờ kim phút kim giây và 12 bộ cọc số đều có đính dạ quang hết nhưng mà dạ quang thì cũng không phải là dạ quang sáng chỉ là trang trí thôi Đó. chúng ta sẽ có một cái ô lòng trong mà chúng người ta hở, hở cái bộ máy cơ tự động ở bên trong ra và bộ máy này là bộ máy cơ của Nhật chúng ta sẽ có ở đây là máy Miota của Citizen các bác nhé. Là chúng ta sẽ có 21 chân kính 21.600 tần số dao động và khoảng 40 giờ tích cót. Bộ máy này là một, một máy cơ tự động có hỗ trợ cót tay và có cả dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ luôn. Và dòng siêu bền rồi. Sao cái này bán rẻ thế nhỉ? Đó thì cái này thì bác nào mà thích chiếc này thì bên em có giá là 1 triệu 900. trăm và mã của em nó là 1025 các bác nhé. Đó, dây thì chúng ta sẽ có một cái khóa bấm ở đây. Đi kèm. Với size 42 nó sẽ hợp với các bác tay 16 trở lên như tay em là 16.5. Em sẽ đeo để các bác cùng ướm nhé. Đó, vừa khít. Bác nào mà thích lộ cơ, thích cơ khí thì các bác có thể... Nghiên cứu trước này bằng mà, 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 màu vàng, màu vàng hồng rose gold rất là đẹp với khi da rất là chất. for design hàng thì còn đẹp gần như là hàng trưng bày thanh lý nhưng nó hàng lướt. Mà không có một tí vết gì đâu các bác nhìn siêu ni lông này. Em chưa bóc đấy nhá. Đó, bóc ra thì nó còn đẹp nữa. Các bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ bên em với mã số của em nó là 1025 và giá là 1 triệu 900. Tiếp theo là một chiếc của Fobo Design Tiếp cái nữa Bác nào mà thích cái kiểu lộ cơ này thì cái hãng Fobo Design nội địa Nhật này Cái họ dòng bình dân ở Nhật nó nhiều Cái này là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Con này đẹp phết đấy các bác ạ Đây chúng ta sẽ có Zido Maki Japan Movement Fobo Design là hãng nội địa Nhật Chiếc này thì em có mã số là 1202 và có giá bán là 2 triệu 700 các bác nhé. Size 40. Tại sao cái này 2 triệu 700 mà cái kia có 1 triệu 900 báo cáo với các bác là bọn em là mua rẻ bán rẻ mua đắt đắn đắt chứ không tự thiết lập giá ví dụ như bọn em mua được ở bên nhật mua rẻ thì về việt nam bọn em sẽ bán rẻ mua giá nó không được rẻ quá mua giá nó hơi cao một chút thì bên em sẽ phải bán ở việt nam nó hơi cao một chút nhưng mà chắc chắn là phải có một chút xíu lợi nhuận để bọn em còn tồn tại và phát triển được thêm nhiều mẫu mã hơn nữa để về phục vụ các bác. Thế còn uh, chất lượng đồng hồ thì các bác sẽ thấy rồi. Đây là toàn hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhé. Con này hàng Ua, đẹp lắm luôn các bác này. Như con này thì nó hàng nó đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà nó đẹp như hàng lướt à đẹp như hàng trưng bày. Còn con này thì các bác có thể nhìn thấy luôn là nó hàng trưng bày luôn nhé. Chiếc này thì các bác sẽ có size mặt đường kính là size 40. Dày là 12,8 mm. Kính trên chiếc này đều là kính khoáng cứng chống xước hết của Fobo Design. Mặt đây của chiếc này các bác sẽ thấy là nó làm rất đơn giản và lộ một bộ cơ ở đằng trong ra. Cho chúng ta nhìn thấy một chút về bộ cơ ở đằng trong. Góc 3 giờ thì chúng ta có cửa sổ hiển thị lịch thứ, chữ automatic và chữ Japan movement ở đây. Với body design logo. Dạ quang của trên chiếc này chúng ta sẽ có trên kim giờ, trên kim phút thôi các bác nhé. Là chúng ta thấy có dạ quang thôi còn lại là không có. Đó. Thì chiếc này thì sử dụng bộ máy của Miyota sản xuất Miyota của Japan với 21 chân kính 21.600 tần số dao động và cho chúng ta khoảng 38 đến 40 giờ tích cót. Đây là một bộ máy rất là tốt của Nhật rồi các bác ạ, máy xịn của Nhật rồi. F8204 là mã của chiếc đồng hồ này các bác nhé. chúng đi kèm là một bộ dây da. Đó, chiếc này với size 40 thì hợp với các bác tay nhỏ và tay vừa các bác cũng có thể đeo được tay 15.5, tay 16, tay 17 đeo hợp lý. Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em hàng Nhật nội địa xịn đây. 1202 và có giá là 2 triệu 700 hàng như hàng mới luôn các bác nhé. Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ ở bên em với mã số là 1202 giá là 2 triệu 700. Bác nào thích chiếc nào thì các bác hãy click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video các bác nhé và hoặc là truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com. Tại website này thì các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng bằng cách vào ô tìm kiếm và bấm cái mã số sau đó ấn enter là các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng. Bên cạnh đó thì các bác có thể alo cho em theo số điện thoại trực tiếp là 0834696699 và cửa hàng của bên em là 46/429 trên 429, Kim Mã Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội các bác nhé với hơn gần hai chục mẫu đồng hồ vừa rồi thì em cũng xin kết thúc buổi tối livestream vào của ngày hôm nay 17 tháng 12 em xin cảm ơn các bác luôn đồng hành và theo dõi bên đồng hồ Quang Lâm hẹn một ngày sẽ giao lưu được với các bác những chiếc đồng hồ của Nhật Xịn. em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo